Ok, thì hello, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái phần bóc kẹo tiếp, à bóc bánh tiếp. Thì tập trước mình cũng đã khá được các bạn khá là hưởng ứng, cho nên tuần này mình sẽ tiếp tục bóc. Thì như bạn biết đấy, ở tập trước ấy là mình đã được 3 cái loại rồi. Và bạn biết đấy là cái thứ mà cái nhân vật mà mình trông đợi nhất thì vẫn chưa có. Thì đây là những cái thứ mà mình đã có ở tập trước. Đấy, Django. Thì có rất nhiều bạn là sau khi xem xong có comment là từ để cho nhé. Đấy, Django này. Thì nhiều bạn nói là cái thằng nhân vật này á là sau khi mà bị sau khi thằng Kuro bị bắt á thì nó chuyển qua làm hải quân. Thì nhiều bạn nói cái thằng thằng này nữa. Cái thằng này là sau khi mà nó bị bắt á, để đây để che đi cho lấy nhé. Thằng Satori này. Sau khi mà nó bị thằng Satori thì nó ở trên trời, nó ở đảo trên trời đấy. Đấy. Thì như các bạn biết là tập trước mình đã mở ra 3 cái, còn một cái nhân vật gọi là khá là nổi trong One Piece, đó chính là anh Smoke. Tập trước mình ăn không có hết các bạn ạ. Xem đi, lấy nhé. Đấy. Anh Smoker này đấy. Là tập trước mở ra anh này chắc là giá trị nhất đúng không? Anh này giá thua anh Satori nhưng mà là một cái nhân vật khá là nổi. Tập sớm thì mình có mở ra mình ăn không hết. Thì nói chung á là có rất nhiều bạn nói mình mua cái này là mắc, nhưng mà mình mua ở trong Seasol cây á, cho nên là mình cũng không biết là giá như thế nào. Hình như là cái gói màu vàng là 8.000, có màu đỏ, có màu xanh là 7.000 đấy. Thì hôm nay mình vẫn còn một cái gói màu xanh với màu đỏ đây. Vừa nãy mình còn hai gói này. Sau khi mình đây còn hàng sử dụng không nhỉ? Mình xem hết hàng. Tại vì các bạn nói đây là cái loại cũ á, đây là mình phải tìm loại mới là hình vuông cơ. Từ mình sẽ tìm cái loại mới nhá. Cái này nó sản xuất vào ngày 13 tháng 2 năm 2017. Thì nó cũng là loại cũ rồi à. Thì thôi, mình sẽ mở nhá. Cái này thì 15 tháng 2 mới còn hạn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ mở ra. Tầm sớm mình ăn không hết, mình cho mèo nó ăn nữa. Bây giờ không biết mình ăn hết hay không nữa. Chắc là tí mình chờ mẹ về, mình cho mẹ mình ăn luôn. Chứ mình ăn không hết được đâu. Ok, bây giờ sẽ mở cái này ra xem ở trong nó là gì nhá. Mình không ăn rồi, mình ngán rồi. Nãy giờ ăn gần hết hai bịch ngán vãi cả nồi. Đây, hải quân, các bạn thấy hải quân chưa? Mình sẽ bóc nhá. Tại sao mình lại nói ôi không? Tại sao mình lại nói ôi không? Trời ơi. Tại sao mình lại nói ôi không thì các bạn sẽ biết ngay sau đây. Đây. Các bạn có thấy gì chưa? Hải quân đó, hàng tặng không bán, Marine. Và mình sẽ xoay ngược lại cho biết tại sao mình nói ôi không nhé. Mình sẽ xoay ngược lại cho bạn thấy tại vì sao mình nói ôi không. Nhân vật mà chúng ta có ngày hôm nay đó chính là Django. No, thế là bây giờ mình đã có hai Django rồi. Quá là chán đời luôn. Một Django nữa đây. Giới thiệu các bạn, mình đã có hai Django rồi. Vậy là Django đều là hình đấm hết à? Mình đã có hai Django rồi. Mình rất là buồn vì điều đấy. Mình sẽ bóc nốt cái màu xanh này nhá. Django thì sau khi thuyền trưởng Kuro bắt thì anh ta đã chuyển qua làm hải quân. Trời ơi, tôi cũng không muốn Django đâu. Tôi muốn Sanji. Đây mình sẽ mở ra. Hy vọng được Sanji nhá. Các bạn hãy hy vọng với mình đi. Và bốn nhân vật mới. Mình chưa thấy nhân vật này bao giờ. Các bạn cũng thế. Hãy nhìn đây. Quân đoàn của thần. Lại là một chiến binh ở trên mây nữa. Và giá của nó là cao nhất. Từ cái lúc mà mình giá truy nã của nó là cao nhất từ cái lúc mà mình mua đến giờ. Và đó chính là sẽ bóc ra. Đó chính là nhân vật nào đây? Để mở cho mọi người biết. Hình như là mình mua hết 35.000 và mục đích chỉ để sưu tập mấy cái hình thôi. Cái này cũng rảnh vậy. Không sao, nếu các bạn thích thì các bạn cứ like đi. Cái này nó còn không đốt hút tiền bằng cái này, nó không có đốt tiền bằng cái tuyệt đỉnh hay nấm được, cho nên các bạn cứ thoải mái đi. Thì hay nấm đốt phát mấy trăm k, 200k cơ. Rồi. Quân đoàn của thần các bạn thấy chưa? Hàng tặng không bán. Và giờ tôi sẽ mở cho các bạn xem.
đây là một nhân vật mới, mình cũng chưa đọc tên luôn, chưa kịp đọc tên luôn. Và nhân vật này là tăng Sura. Đây là một trong những cái thằng mà như của thằng bên xấu hay sao ấy. Thằng này là một trong những cái thằng đệ của NL thì phải, nếu mình nhớ không nhầm. Hình như đây là một trong số những thằng đệ của NL. Nếu như mình nhớ không nhầm nhá. Còn nếu mình nhớ nhầm thì đây là người tốt. Mình nghĩ đây là một trong những cái thằng trong đội quân của NL á. Ok, và mình xin kết thúc video ở đây. Thì nếu các bạn muốn mình mở tiếp ấy, thì các bạn có thể like, share và comment ở phía dưới là mình nên mở tiếp. Thì tới khi đó thì mình sẽ gọi là bỏ thời gian ra để mình đi ra siêu thị để mình mua các loại mới. Và rất có thể mình sẽ quay video mình đi ra siêu thị mua xem nó thế nào nhỉ. Thì nếu các bạn thích thì đừng quên like và share video và comment ở phía dưới nhá, để mình biết được cái comment của các bạn. Mình cũng không có gọi là rõ lắm về One Piece đâu. Mình mới chỉ xem đến cái tập mà Sanji đang bị bắt cưới cái con kia thôi. Con ba mắt thì mình quên tên rồi, nên mình không nhớ tên lắm. Đang cái khúc mà Luffy nó ngồi lì nó chờ ấy, chờ mãi chờ trong tù với con Nami ấy. Đấy, đang chờ đấy. Thì mình chỉ xem tới đấy thôi. Sau tí nữa mình sẽ xem tiếp. Thì nếu các bạn thích cái series này, đừng quên like và share video ủng hộ cho mình nhé. Like và share. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.